trăm dòng. Trăm năm đã gắn chữ đồng thì bà xin chớ tay ư bồng thuyền ư ai. Kính thưa thiếu tá, kính thưa trung úy và kính thưa các vị quan khách, hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt. Tên phiến loạn Trương Định đã bị tiêu diệt. Bây giờ chúng ta hãy cùng vỗ tay để chúc mừng chiến thắng của quân đội Pháp. Đêm đó tôi cùng với thiếu tá Guza, trung úy Bê Hích bất ngờ tấn công vào căn cứ Lý Nhân của Trương Định. Bộ nghĩa quân bị tấn công đột ngột, chúng tháo chạy tán loạn. Quân ta thừa thắng bắn giết điên cuồng. Bộ phiên loạn lớp chết, lớp bị thương, nằm đầy đất chất bãi. Tôi chỉ huy một đội tinh nhuệ bao vây và gọi hàng Trương Định. Hắn xông ra vung gươm đánh trả, nhưng vì tôi muốn bắt sống, tôi không muốn giết. Lợi dụng tình thế, hắn bỏ chạy và nhảy xuống rạch. Tôi và binh lính bắn theo như giải đạn xuống nước. Chắc hắn chìm nghiệm và bị dòng nước cuốn trôi. Trương Định đã chết bất xác, thật đáng cho tội lỗi của hắn đã gây ra cho chúng ta. Hoan hô thầy đội tám, hoan hô thầy đội tám. Tôi thấy thầy đội Tấn mê con Ngọc quê dữ lắm á. Sao anh nói lạ vậy? Đó là lẽ đương nhiên rồi. Thầy đội Tấn là ân nhân của gia đình tôi. Hôm nay tôi muốn mọi người phải say để cùng chia vui với quân đội về chiến công hiển hách này. Không say thì không được về. Nào, hãy mang rượu và đồ ăn lên đây. Dạ. Thưa dạ. Mời, mời. Dạ. Dạ, mời. Mời. Ông có xuân tiền. Xuân tiền. Tôi chúc cô mãi mãi hát hay và xinh đẹp. Mời. Tôi muốn hỏi thầy đội một câu. Chuyện gì cô cứ hỏi. Có thật là nguyên soái Trương Định đã tử tiết rồi chăng? Hắn đã chết rồi. Ta đã bắn vào hắn, hắn từ dưới nước nổi lên. Ngọc Quê, nàng sao vậy? Nàng khóc à? Ngọc Quê, sao con uống nhiều rượu vậy? À, bác cứ yên tâm, có mấy khi được vui như ngày hôm nay, bác cứ để cho Ngọc Quê thoải mái. Tôi á chỉ sợ Ngọc Quê á không biết uống rượu. Bác nói vậy thôi, chứ tôi thấy cô uống cũng có thua ai đâu. Ngọc Quê. Ngọc Quê. Ngọc Quê. Ngọc Quê à, cô sao vậy?
Ngọc Quê à, bác kêu xe kéo tới đây, đưa cổ về nhà mau. Dạ dạ. Cảm ơn chú nghe. Dạ. Dạ, cảm ơn ông. Con thiệt, uống không được, uống làm cái gì? Biết uống, uống chỉ cho nhiều vậy con. Nó ác quá, nó ác quá cha ơi. Nó giết người soi Trường Định rồi cha ơi. Con đừng có nói tầm bậy. Thầy Đỗ Tấn nghe được á thì mít lòng. Trương Định đâu có cứu được cha đâu, đâu có mua nhà cho cha con mình ở. Con mặc kệ. Con à. Con mặc kệ. Đội Tấn, Đội Tấn là tên giết người, là kẻ sát nhân. Con mặc kệ. Con à, con đừng có nói tầm bậy. Tai vách mạch rừng. Xài quá rồi, đi ngủ đi. Ủa, thầy Đội, thầy tới hồi nào? Để bác và em Ngọc Quê đi về trong tình trạng say xỉn như vậy, tôi không yên tâm chút nào. Để khách khứa về hết, tôi tới đây coi là sao. Tôi mới đưa Ngọc Quê vô buồng, nó ngủ rồi. Để tôi vào coi. Nhưng mà nó đang ngủ. Tiền Phật lăng của Đại Pháp đây mà. Khi nào xài hết thì nói tôi. Còn bây giờ thì tắt đèn đi ngủ đi. Dạ dạ. Chuyện gì vậy? Tôi gặp ác mộng.
Tôi nằm mơ thấy Ngọc Quê bị thần tấn đó. Đó. Suốt mấy ngày nay tôi thấy được gặp ác mộng hoài. Tinh thần xuống lắm rồi đó. Tình hình này á, anh em mình phải vững vàng, để anh em nghĩa quân người ta không bị lung lay. Tôi cũng biết như vậy, nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt thì hình bóng của Ngọc Quê lại hiện về. Chú thương Ngọc Quê quá đó thôi. Thương nhiều rồi tưởng tượng nhiều. Tôi chắc chắn là Ngọc Quê có chuyện gì rồi. Theo ông là chuyện gì? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng Ngọc Quê đã đi lâu rồi mà vẫn chưa về nữa. Thì do tụi Tây nó đánh vào công, cổ xuống ngã nào. Nếu không bị tên bay đạn lạc thì cũng bị tụi nó bắt à. Tới khi anh em mình rời Gò Công tản mát khắp nơi thì cổ xuống làm gì? Tôi tin rằng Ngọc Quê còn đâu đó ở quê nhà. Anh biết quê Ngọc Quê đâu không? À, có lần tôi nghe Ngọc Quê nói là cổ có người cha ở Chợ Lớn. Nhưng mà ông biết cổ ở thôn làng nào không? Đích xác thì không. À, mình có hỏi gánh ông Ánh thì sẽ biết thôi. Nhưng tôi chỉ e là Ngọc Quê ở trên đó còn có lý do khác nữa. Lý do gì nữa đây? Tôi nghe phong phanh người ta nói rằng Ngọc Quê đang thân thiết với thằng Đội Tấn. Vụ đó giải quyết rồi, chính quyền xôi đứng ra. Vụ đó cũ rồi. Sau khi tụi nó chiếm Gò Công, thằng Tấn mở tiệc ăn mừng tại nhà. Lúc đó cha con Ngọc Quê cũng có mặt. Người ta còn nói. Nói gì nữa đây? Mệt quá. Yêu chi cho khổ biết. Người ta còn nói thần Tấn đã lấy Ngọc Quê rồi. Thôi thôi thôi, ông đừng có nói bậy. Mọi chuyện chưa có rõ ràng mà. Chắc nè, tôi muốn dạy anh một chuyện. Chuyện gì? Nói đi, tôi làm được tôi làm liền á. Anh hãy nói với ngài lãnh binh cho tôi về Chợ Lớn một chuyến, được không? Tôi muốn mắt thấy tai nghe thì tôi mới yên lòng được. Tầm bậy. Ông về lỡ có chuyện gì sao? Đã mất Ngọc Quê rồi lại mất thêm ông nữa. Tôi hát một mình hả? Cái chuyện gì tôi cũng sẵn sàng làm. Nhưng mà chuyện cho ông đi tìm Ngọc Quê thì đừng hòng. Ngủ đi. Chắc ơi, Chắc Thạch Son. Sao mấy anh về khuya lơ khuya lắc vậy? Còn ai nữa không? Đội của tôi 20 người, lớp bị bắt, lớp chết. Chỉ còn mình tôi chạy đường về đây. Trên đường gặp thêm mấy anh. Nguyên Sói đâu? Sao không nghe mấy anh nói gì hết? Nguyên Sói trốn thoát được, nhưng phu nhân của Nguyên Sói, cô Hai Thử bị bắt. Còn cô Tranh thì chết rồi. Tranh chết. Trời ơi. Mọi người không ai biết tin tức của Nguyên Sói à? Không, tàn nát hết rồi. Thằng Tân khôn nạn, vì lo anh em mình vừa tan đàn xe kia. Thằng Tân cho mà, tao sẽ lấy cái đầu của mày. Mọi người bình tĩnh. Chú Son, không nên nóng giận mà hư bột hư đường hết. Trong tình thế này, anh em còn lại người nào thì chúng ta phải chắc chiêu người đó. Thế lực của địch đang rất mạnh, chúng ta phải lấy nhu mà thắng cương.
Lãnh Bình nói rất chí lý. Bây giờ không có nguyên sói ở đây, cho nên chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh của phó sói. Nếu không, chẳng còn kỷ cương, chẳng khác nào rắn mất đầu. Anh em đi nghỉ đi, rồi sáng mai chúng ta sẽ nghe ngóng, thu thập tin tức từ các nơi để có thêm cơ sở đánh giá tình hình. Luận và Son ở đây giữ được và chắc, còn tất cả theo tôi. Dạ. Anh Luận vô nghỉ ngơi đi. Quỳnh Công Tân, tao với mày không đổi trời chung. Được, tối hôm qua tôi ngủ, tôi nằm mơ thấy em tràm của tôi. Chú vậy chưa được? Được, được. Chắc bị Tào Tháo được rồi. Về nhà gần em gục xương con mắt quá. Sao không ngủ nữa cho đã, dậy sớm vậy? Ngủ nương không quen con mắt. Thời gian qua, theo sự phân công của nguyên soi, tôi cứ đi hết chỗ này tới chỗ kia, từ Tây Ninh qua Bà Rịa rồi ra Bình Thuận để vận động bà con theo nghĩa quân. Cho nên thức từ khuya mà dậy từ sớm để đi đứng không ai để ý. Ủa, được đâu rồi? Chắc đi thăm lũ cá tra ngoài ao rồi. Chạy gì nữa chắc? Chết rồi, chú Đường sẽ nói không bao giờ nghe. Phải báo với ông Lãnh Bình mới được. Dạ, chào ông. Chào ông. Thưa Lãnh Bình. Có chuyện gì? Có chuyện gì mà các chú hối hả vậy? Xin Lãnh Bình đọc lá thư này. Được lại bỏ chúng ta. Lãnh Bình ơi sao? Đừng bỏ trốn à. Đúng là không còn tin này được. Tao chú đứa mà không phát bỏ anh em Bình. Chú Son đừng quá nóng nảy. Trong thư được nói chỉ đi vài bữa rồi trở về mà. Nhưng đi đâu, đi đâu? Được rồi vậy. Là đây mình không canh giác. Một là không tìm nó, khi nó còn đang lẩn trốn trên mặt của lão này. Ngõ hôm nó có thì giờ để bỏ trốn. Hai là một khi mình không để ý, nó sẽ dần lính tay về đánh đục, mình sẽ trở tay không kịp. Tôi thì nghĩ khác. Tôi ở cạnh được đã lâu nên tôi tin được không phải là loại người phản rắc. Nhưng mà quả hồ hoặc bị nạn hoặc cuộc, tri nhân tri diện bất tri tâm. Bây giờ thấy nghề quân thất bại, nguyên soi mất tích, nó sẽ giấu động mà bỏ trốn, thậm chí còn theo tay như thằng Tân nữa. Thằng Tấn khác, đội khác. Chú ở đây yên ổn, chú không bị địch phục kích bồ rạp, chú không quen phản ứng. Còn tôi ngủ chi ngủ đưa giấc, ăn thì ăn nửa bữa, đi không đi một con đường, thì tôi có bị nghi ngờ chứ. Chú lấy gì chứng minh cho tôi là được không có gì?
Tôi có muốn đánh đổi sinh mạng của anh em bằng một niềm tin mập mờ nào đó. Nhưng Son nói rất đúng, đó là suy nghĩ cần thiết cho thời cuộc hiện nay. Nếu như chú Chắc biết được chuyện gì thì cứ nói để cho anh em suy tính. Tôi cũng chưa nghi ngờ gì được hết. Tôi bảo vậy được, vì còn chuyện này, trước khi được trở về, được có tâm sự với tôi là muốn trở về Chợ Lớn để tìm lại người yêu là cô Đào Ngọc Khuê. Đánh giặc không lo, có lo yêu đương là sao? Hả? Nếu nó ở trong trường hợp như Trương Công Lựng, khi người yêu là cô Tranh bị giặc giết chết thì sao? Bình tĩnh. Cậu được yêu thương Ngọc Khuê như vậy thì cũng được. Cô Ngọc Khuê cũng từng là người của Nghĩa Quân. Nhưng bây giờ khác rồi. Khác sao? Cô ta đã là tình nhân của thằng Tấn. Chú có biết chuyện này không? Tôi cũng chỉ biết qua chú được. Chú nói có nghe nguồn tin cô Ngọc Khuê lấy đội Tấn nên muốn về coi thật hư ra sao. Tôi thấy dù giờ lý do gì thì được cũng đại vi phạm quân lệnh. Đừng phải trình bao giờ lạnh binh là người chỉ huy cao nhất ở đây, chứ không thể tự tiện muốn làm gì thì làm. Được sai thì quá rõ ràng rồi, nên mới viết thư để lại cho tôi. Tôi chỉ xin lãnh binh thông cảm cho hoàn cảnh của được, mà giảm nhẹ hình phạt khi được trở về. Liệu nó có trở về không? Hay là theo cô Đạo Ngọc Quê phục vụ cho thằng Cho Sang Minh Tân rồi? Chú đừng cố chấp nữa được không? Nếu đúng được là người phản bội thì tôi sẽ là người đầu tiên lấy thủ cấp của nó về đây. Thủ cấp của nó hay là thủ cấp của chú? Chú nói cái gì? Đừng lời qua tiếng lại nữa. Tôi đã nghe ý kiến của hai bên rồi. Để bảo đảm an toàn, chúng ta di chuyển ngay sáng nay qua chỗ đóng quân mới để đề phòng bất trắc. Nếu được trở về thì sao? Biết tìm chúng ta ở đâu? Cậu ta biết rõ hơn cậu về chuyện đó. Nguyên soái đã huấn luyện kỹ cho cậu ta khi còn là một cơ binh. Cậu ta sẽ biết cách tìm kiếm chúng ta, với một điều kiện, cậu ta phải chứng minh sự minh bạch của mình. Bây giờ mình đi đâu vậy Lanh Binh? Sứ Bến Tre hiểm trở, cũng là sứ rất tốt, có thể dung thân lâu dài. Tôi thông thuộc địa hình ở đây, nhưng nguyên soái biết rõ đất Gò Công vậy. Ta cứ đóng quân tại đất này, lấy sông rạch chăn chích làm hậu lý, lấy dân chúng làm chỗ dựa. Quân giặc khó mà tấn công ta. Nhờ đó mà ta mới yên tâm tìm kiếm nguyên soái đang ở đâu. Biết chỗ rồi, ta sẽ thỉnh ý nguyên soái về kế hoạch tác chiến lâu dài. Lãnh Bình tính toán thật chu đáo. Tôi nghĩ chúng ta cứ y như vậy mà làm. Tốt lắm. Bây giờ cậu Chắc đi lo ăn uống cho anh em. Son, lo ghe xuồng trong dân để làm phương tiện di chuyển. Còn tôi sẽ lo điều động chung. Rõ. Dẫn nước điêu linh, dân tình thống khổ, giặc ngoài sẫm láng cương thổ, anh hùng lỡ dẫn cuối trời. Nguyên soái ơi, lãnh binh thân tôi, xin thề nối người và tận trung báo quốc. Tôi tự xin nhẹ tựa lông hồng. Ở đây chỉ toàn là dừa nước, lá dừa che kín cảnh mặt trời. Nguyên soái tìm ra được chỗ này quả thực là rất hay. Ta biết nơi này cũng lâu rồi. Từ khi còn trẻ, ta tự gia đình về Tân Hòa, có gặp chấn và được. Vậy thì ngoài nguyên soái ra còn có người biết được chỗ này? Cũng chưa chắc. Ta có dẫn được và Chắc vào đây một lần, nhưng không biết là họ có nhớ hay không. Vậy ra nguyên soái là người dùng khác mà lại tìm được chỗ này, tôi cũng không hiểu tại sao.
Có thể gói gọn bằng một chữ duyên. Ông để con mang cho. Ủa, ông đi câu hả? Ừ. Hả? Vậy cho con đi theo với. Con sẽ giúp ông được nhiều chuyện lắm á. Tôi chỉ e là cậu sợ thôi. Có gì đâu mà sợ. Cậu có đi câu sáu lần nào chưa? Câu sáu hả? Vậy chưa. Sợ rồi phải không? Thôi, về nhà đi cho chắc ăn. Có gì đâu mà sợ chứ. Ông đây còn bắt được sáu. Không lẽ con lại sợ chứ. Khá lắm, ăn nó có khẩu khí. Được, đi thôi. Dạ. Đi gần nửa buổi, cuối cùng ông lão cũng đưa ta tới chỗ này. Cảnh vật hoang vu cô tịch khiến cho ta rất là kinh ngạc. Lạ lắm phải không? Nhìn lên bờ kìa. Dạ. Cái sấu nhiều quá. Ở đây là đâu vậy ông? Chỗ này gọi là đám lá tối trời. Vô thì dễ mà ra thì khó. Vì kênh rạch chằng chịt chỉ có một loại cây dừa nước, cho nên rất khó định hướng phân biệt được. Chỗ nào thấy cũng giống như chỗ nào. Lợi hại thiệt. Còn hơn trận đồ bắt quái của Công Minh thời Tam Quốc nữa. Nhưng con thích đám lá tối trời hơn. Vì đó là do trời đất tạo ra cho người dân nước Nam của mình mà. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Cậu thật là khác lạ phi thường. Tuổi còn trẻ mà đã nói ra những lời khí khái của trang nam nhi hào kiệt, cứu nước giúp đời. Ta đưa cậu đến chỗ này hầu cũng có duyên phận. Biết đâu sau này nó lại chẳng giúp ích gì cho cậu để nương thân sau này trong cơn nguy biến. Chuyện là như vậy đó. Đúng là duyên kỳ ngộ. Đất rừng Gò Công đã chọn nguyên soái rồi đó. Hôm nay sinh nhật thầy đội nên thầy tổ chức lớn lắm á. Vợ thầy đội Tấn chắc là xinh đẹp và sang trọng lắm phải không bà? Xinh đẹp và sang trọng gì, chẳng qua là nhờ hơi thầy đội Tấn quyền sinh quyền sát đó thôi mà. Sao tôi nghe người ta nói vợ thầy đội Tấn là của Đặng Ngọc Quê mà. Cái cậu phu xe này ngộ ghê ha. Đường xá nhà cửa người ta thì không biết, mà vợ con người ta thì biết hết trơn à. Dạ. Nè, tôi nói cho cậu biết nha. Cậu mà hỏi lén phén lộn xộn tới cô Đào Ngọc Quê á, ổng mà biết là ổng cho cậu ăn kẹo đồng á. Dữ vậy sao? Ổng mà cũng nghe đến vậy à? Ổng thì thiếu gì vợ lớn, vợ nhỏ, gái gú. Nhưng mà cô Đào Ngọc Quê là ổng thương nhất. Cổ vừa xinh đẹp lại vừa hát hay mà. Nè, tiền của cậu nè. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Tôi gửi tiền. Thank you.
vào thôi cha. Ủa, chuyện gì vậy con? Dạ không, không có gì đâu. Chỉ là con cảm thấy một điều gì đó. Bây giờ con đã là người của thầy đội, đừng để thầy đội mất lòng, không nên. Đi vô con, đi vô. Ngọc Quê ơi, người ta nói không có sai, nhưng tôi đã liều mình ra đây. Tôi cần phải gặp nàng để nghe nàng nói một lời. Kính thưa quý bà con, tôi thay mặt anh chị em Gánh Hồng Ánh xin gửi đến thầy đội lời cảm ơn chân thành. Nhờ sự hỗ trợ của thầy đội mà Gánh Hồng Ánh mới được hồi sinh. Bữa nay nhân sinh nhật của thầy đội, chúng tôi chúc thầy đội phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Sau đây là cô Đào Ngọc Quê và hai kép Dân Trường Ngọc Thọ sẽ hát tặng thầy đội một khúc Lưu Thủy Trường để nhớ đến công ơn của thầy đội. Xe kéo, có đi không? Dạ không ạ. Dạ, nó không đi con đi ạ. À, mời ông bà.
kia, tè kéo mà không lo rước khách, đừng sơ đó đòi làm gì, đi mau. Ờ, dạ dạ, tôi đi liền. Je ne comprends pas votre langue. Alors j'écoute les chants et la musique. C'est très curieux. J'aime beaucoup la comédienne Nyokwe. Nghe thiếu tá có lời khen cô Ngọc Quê. Dạ, xin cảm ơn ngài. Merci beaucoup, monsieur. Je vous inviterai à chanter devant le gouverneur. Il adore tout ce qui est musique traditionnelle et folklore. Nghe thiếu tá nói có dịp sẽ mời gánh hát Hồng Ánh biểu diễn cho ngài thống đốc. Ông ta rất thích nhạc cổ bản xứ dân tộc. Dạ, vậy thì hân hạnh quá. Xin chân thành cảm ơn ông ba đã quan tâm. Dạ. Xin phép quan hai, quan ba cho tôi được phép ra về. Xin hân hạnh được gặp lại quý ngài vào lần sau. Tôi rất hân hạnh được đưa con Ngọc Huê về. Thưa trung quý, trung quý chưa về sớm được đâu. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với trung quý. Bỏ đi, chúng ta đang vui chơi. Hôm nay là ngày ông chào đời mà. Tôi vừa có tin tức về Trương Định. Vậy sao? Ông cho tôi biết ngay. Dạ, dĩ nhiên rồi. Bây giờ thì cô Ngọc Quê có thể về được rồi. Chúc cô ngủ ngon. Dạ, cảm ơn thầy đội. Chào thầy đội và chào mấy ông. Thôi, anh ba tôi về trước nha. Chào ông. Xe kéo, xe kéo. Anh biết chùa bà không? Anh mới chạy xe hay sao mà không rành đường vậy? Tôi mới chạy được mấy bữa nay. Tôi nghe nói cô hay hát ở trong nhà cô đòi lắm hả? Cô hát hay lắm. Anh dư tính quá. Tôi mến mộ cô bởi vì cô hát tuồng Lục Dân Tiên và Kiều Nguyệt Nga rất hay. Ủa, sao anh biết? Cảm ơn ông. Vô nhà đi con. Cho vô nhà trước đi, để con trả tiền cho người ta. Ừ, cha buồn ngủ quá, cha vô nhà trước đây. Trả tiền xong con vô liền nghe. Coi chừng bọn bất lương đó. Cha vô trước đi, con không sao đâu. Anh ơi, anh là được của em mà. Em chắc chắn anh là được của em mà. Chỉ có anh mới biết được tuồng Lục Dân Tiên, Kiều Nguyệt Nga của chúng ta thôi. Cô còn đổi hai tiếng chúng ta nữa để làm gì? Anh ơi, anh cứ chỉ chiếc em cho hả dạ. Số phận đã sắp đặt thì chúng ta không vẹn lời thề. Anh cứ mắng chửi em hoặc chỉ căm hận kẻ phản bội này thì anh hãy giết chết em đi. Em không còn gì ân hận nữa. Anh ơi, bây giờ em sống trên đời này chỉ vì cha và vì anh thôi. Cô đã bỏ tôi để đi theo thằng đội tân. Vậy mà bây giờ cô
cô lại nói là vì tôi à? Đúng là cái lưỡi không xương mà. Làm cái gì ngoài đó mà lâu vậy? Vô ngủ đi. Cô vô ngay đi cha. Cô hãy vô với cha cô đi. Tôi về đây là để muốn tìm hiểu sự thật về cô ra sao. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Vĩnh biệt. Anh ơi, anh thà giết em đi còn hơn là anh nói những lời cay đắng đó. Em không phải là kẻ phản bội. Chính định mệnh đã đưa đẩy khiến cho em không còn con đường nào khác. Cô đừng khóc lóc với tôi nữa. Tôi khinh bỉ những giọt nước mắt cá sấu của cô. Chào con.